vẻ như võ sĩ Hoàng Sơn nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình từ khán giả và cả Joseph Pháp nữa. Một trận đấu kịch liệt. Người bắt trận đấu này sẽ là chủ phòng hùng của XXL Boxing. Chúng ta hy vọng trận đấu sẽ rất nhiều màn thi đấu này lửa đến từ hai võ sĩ. Võ sĩ Hoàng Sơn, võ sĩ John Chester. Trận đấu bắt đầu. Ồ, Hoàng Sơn tấn công rất nhiệt tình ạ. Anh đang dồn, rất nhiệt tình, rất mạnh mẽ. Nhưng số lượng đòn chúng không hề nhiều ạ. Anh swing rất mạnh nhưng mà có vẻ như chưa hiệu quả lắm. Trọng tài ra hiệu lệnh là võ sĩ Hoàng Sơn cần phải chú ý không được đấm vào vần gáy của đối thủ ạ. Vâng, trận đấu lại tiếp tục. Bị tấn công rất nhiều nhưng võ sĩ Joseph Park rất bình tĩnh phòng thủ. Chúng ta có thể quan sát rõ ràng thấy anh không hề bị dính đòn nhiều. Phòng thủ rất hiệu quả. Rất bình tĩnh. Vâng, rất bình tĩnh ạ. Bắt đầu đấm trả. Có vẻ như võ sĩ Hoàng Sơn không hề biết thế nào là cạn thể lực. Anh liên tục tiến vào, liên tục đấm ạ. Liên tục tấn công, liên tục tấn công. Võ sĩ quần xanh Joseph Park rất bình tĩnh phòng thủ. Anh sử dụng lợi thế tay dài để tấn công từ xa. Còn 10 giây nữa kết thúc hiệp đấu. Anh liên tục tấn công, liên tục đấm, không cần thở luôn ạ. Chuẩn bị hiệp đấu thứ hai. Bắt đầu. Hoàng Sơn lại tiếp tục tấn công, rất nhiệt tình. Vâng. Anh liên tục ủi vào Joseph Park. Liệu võ sĩ Joseph Park... Ôi, một pha chọc rất chuẩn ạ, rất mạnh. Hoàng Sơn ra dấu hiệu, ồ, không ăn thua, đấm tiếp đi. Và anh trả đòn ngay lập tức ạ.
Một pha overhand rất hiệu quả. Tiếp tục. Dồn đài rất ghê gớm ạ. Vâng, nhưng Joseph Spark vẫn có thể bình tĩnh thoát ra. Có vẻ như anh có được sức lì lợm về tinh thần rất tốt. Và sau khi bị dồn như vậy thì anh vẫn liên tục trả đòn. Vâng, một pha móc rất tuyệt vời ạ. Ngay đúng cằm của Hoàng Sơn. Hết giờ ạ. Một trận đấu rất tuyệt vời và rất cống hiến từ cả hai võ sĩ. Vâng, võ sĩ Hoàng Sơn đang giơ cao màu áo của câu lạc bộ của anh. Có thể nói đây là một võ sĩ có màu cờ sắc áo, tinh thần rất tốt ạ. Anh nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả và từ những người đồng đội đang ở dưới đài. Vâng, và tinh thần võ sĩ cũng rất tuyệt vời. Anh nâng cao võ sĩ đối thủ của mình. Xem lại những tình huống của hiệp 2, chúng ta có thể thấy trận đấu vẫn diễn ra với nhịp đấu rất căng và vẫn với những pha tấn công dồn ép cực kỳ ghê gớm từ võ sĩ Hoàng Sơn.